Đây, những cái bụi cây này rất là đẹp nè các bạn. Nó bám tiết những cây thông nè. Vậy chứ những cây thông này lạnh cỡ nào nó cũng đâu có vàng lá đâu. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay nè, quá chừng tiếc không các bạn. Bữa nay á, tiếc nó không có còn rơi nữa, nhưng mà nó rơi mấy bữa trước rồi, bây giờ động lại quá chừng không các bạn. Bây giờ quá chừng nè. Nó những nhánh cây. Những nhánh cây bữa nay nó đóng tiếc nhiều rồi nè. Nhìn trắng xóa ha. Rất là đẹp. Thật là đẹp, bữa nay á không có rơi tuyết mà trời á thì lại có một chút ánh nắng. Có nắng như vậy á thì thời tiết nó lạnh hơn á các bạn. Những cái cây này. Mình đi ra ngoài hít thở một chút xíu không khí. Trời ơi coi nè, các bạn thấy không? Quá chừng không nè, mình đi nè. Lúng dài sâu luôn. Quá chừng tiếc. Ôi dò. Ôi nè. Tiếc trắng hết thấy không các bạn. Mình ra ngoài sân hè. Đi ra. Ngoài đây coi tiếc nó lúng cỡ nào. Đây. Nè các bạn coi chân của mình đi nè. Thấy chưa? Chân của mình đi nè. Đôi dài ống cao mà nó còn vô tiếc luôn nữa nè. Qua chừng phía sau. Nếu mà ở này phía trước á, thì mình ủi mệt lắm á. Này nó phía sau. Mình đi ra phía sau đây. Đi ra cái con đường phía sau này. Trời ơi, đi không nổi luôn rồi. Quá trời nhiều. Đi không nổi luôn rồi. Muốn đi mà đi không nổi luôn rồi. Tới đây luôn rồi. Tới đây đi hết nổi rồi. Ơi nhìn kìa. Đẹp quá không các bạn. Tiết nó bám trên cây nhìn rất là đẹp. Mình tính đi ra ngoài khu rừng bên kia mình quay mà coi cái nhà của mình nè các bạn. Trên nhà của mình nè đóng tiết nè. Quá trời chưa. Trên cây thông này nè quá trời tiết chưa. Rất là đẹp á, trên những cây thông á, tiết không mà đẹp lắm. Giống như bông tuyết vậy. Đây nè, bông tuyết nè. Ra sân á, nói chuyện lạnh quá. Quá chừng quá đất tiết. Muốn đi nữa mà không biết đi có nổi không nè. Quá chừng lúng tiết rồi. Thôi đi nổi đây. Để quay lại cho các bạn xem nha. Đó, mình đi đó. Mình đi nó lún sâu vậy nè. Cái đi nữa. Đi coi tới đâu. Ừ, đi không nổi luôn. Ui, đi không nổi luôn. Quá trời rồi. Quá trời lún tiếc rồi. Nhiều quá chừng tiếc luôn. Đi ra một hồi á, mắt kiến của mình á, nó mờ hết rồi, thấy đường đi luôn. Đây. Đi ra đường gần tiết này, lát chắc đi vòng ngõ kia vô, lội vô đây nữa chắc xỉu. Đây. Đó, cây thông này giờ tiết không nè. Đây, mình đi lội tiết.
quá trời không, giống như núi tiết hết rồi, quá chừng quá đổi. Nãy bước chỗ cái kia sâu quá, lúng tới khỏi đầu gối luôn, quá chừng quá đó. Mình đi lại chỗ đây, chỗ rừng nè, ngồi lội ra đây nó ít tí chút. Chỗ cái đường đi bộ nè, người ta ngay đường đi bộ người ta xúc tiết ra đây. Mình đi vô cái khu rừng nhỏ này nè, mình quay nè, cảnh đẹp không các bạn. Đây núi tiết nè, người ta xúc, người ta đã ủi lại đây nè. Trời ơi, dài ống của mình mà tiết nó vô đầy hết rồi. Đây giờ mình đi vô con đường mòn này nè, người ta cũng đi á, người ta đi á, nó tiết đầy á, mà người ta đi á làm cho có chân đường mòn, người ta đi thể dục á các bạn. Bây giờ mình cũng đi nè, đó mình đi theo con đường mòn này. Ôi đẹp ghê không các bạn, đẹp ghê không, quá xá đẹp, quá chừng. Mình đi một hồi chắc lạnh giò hết rồi, tại tiết nó vô á, dài ống cao quá mà tiết nó vô đầy hết rồi. Nhà nào nhà nấy là trùm tiết hết trơn rồi. Đây con đường mòn đi vô rừng để cho người ta đi thể dục á các bạn. Bây giờ mình cũng đi nè. Đi ra hoài một chút cho nó khỏe. Đẹp không các bạn. Ôi rừng tiết, ôi quá chừng nhìn đẹp không, nhìn đẹp ghê không. Trời ơi tiết nó vô giò của mình nó lạnh ngắt rồi, lạnh tanh rồi, tại lội xuống cái hố á, sâu quá tiết nó lên tới đầu gối luôn rồi. Ở chỗ nhà mình á, tại vì cái đồi á, nó cao quá rồi, dưới đồi nó tiết nhiều quá, mình lội nó tới đầu gối mình luôn rồi. Ê, mình vô con đường rừng, mình đi vòng vòng, lạnh quá, chim chóc gì nó trốn đâu mất, nó ráo rồi. Trời ơi, chỗ này đẹp thiệt là đẹp nè. Đó, những cây thông nó trùm tiết hết trơn rồi, thấy không các bạn. Đẹp nghe chưa. Mình đi quay chút xíu thôi, khoảng 10 phút hơn thôi, lâu quá cái máy á, máy nó lạnh quá nó cống luôn. Mình đi ra 15-20 phút. Đây, con đường mòn. Mình quen thuộc, mình hay đi, mùa hè mình cũng hay đi đây. Ui, nè mấy cái này là người ta đi trượt bằng mấy cái cây á các bạn. Thôi tới đây thôi, đi vòng 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 ở đây thôi. Bây giờ chân của mình nó nãy tiết nó vô á, mình lọt xuống cái hố, mình đi mình lọt xuống cái hố tiết không à, lên gần khỏi đầu gối mình luôn. Bây giờ dài của mình nó bị vô tiết quá chừng rồi, bây giờ nó lạnh rồi, bắt đầu lạnh rồi, phải đi vô rồi, không đi tiếp nổi nữa rồi, tại vì tiết nó vô trong đôi dài nó thấm lạnh rồi. Đâu ngờ đâu bước xuống lọt xuống cái hố. Lọt xuống cái hố bây giờ phải đi về, không đi tiếp được nữa rồi, tiết nó vô đầy dài hết rồi. Giờ mình đi vòng vòng trở về. Đây một đồi núi tiết đó, những cái dấu chân của mình đi đó, hồi nãy mình lọt hố chỗ đó, đó. Tại chỗ đó nó thấp quá rồi tiết nó động nhiều. Giờ mình bắt đầu mình đi về đây. Cái tay mình cũng lạnh cống rồi, mang bao tay mà nó cũng lạnh lắm. Bởi vậy bữa nay á, tại vì thời tiết nó có ánh nắng á các bạn, hồi nãy nó nắng nhiều hơn bây giờ, thấy nắng quá mình đi ra, mà bây giờ nó bắt đầu sụi sụi xuống rồi, không còn ánh nắng nữa rồi, lâu lâu hé nắng một chút. Nhưng mà nếu mà mùa đông á, mà tuyết nhiều á, mà có nắng như vậy á, là lạnh lắm các bạn, lạnh lắm.
nó không có nắng thì nó giống như có sương mù á, thì nó không có lạnh nhiều, mà nó có nắng á thì nó lạnh nhiều lắm, thời tiết nó lạnh dữ lắm. Hồi đó mình mới tới á, ngày nào mùa đông như vậy mà ngày nào trời nắng á, mình tưởng ấm, mình nói thôi trời nắng chắc ấm lắm, ra ngoài không có mặc đồ nhiều, không ngờ đi ra rồi ôi nó lạnh gấp mấy lần mà không có nắng luôn. Ôi cái cây này đẹp quá nè các bạn, quá chừng đẹp không, mình thích nhìn những cái cây bông tuyết này nè, quá xá đẹp không, đầy tuyết hết trơn à. Thôi bây giờ mình đi lội về, lội về mình đi ra những cái con đường mòn ta đi vậy nè, chứ không có lội lại chỗ cũ nữa, lội lại chỗ cũ nữa là té xuống cái hố tuyết nữa à. Mình lọt xuống cái hố tuyết, té xuống mình quẩy đầy tuyết hết rồi. Lạnh giò quá rồi, tại mình bị mình té xuống cái hố tuyết á, cái hố sâu quá mà tuyết đầy luôn, giống như là cái hố cái hầm vậy á. Bây giờ nó thấm lạnh rồi, phải đi vô rồi. Tính đi một hồi lâu mà đó. Nè các bạn coi nè, những cái bước chân của mình đi nè, dài lại tới đẳng, bây giờ mình không đi trở lại nữa đâu, nó lúng quá khó đi quá. Nãy mình đi từ đó ra, giờ mình đi ra cái đường mòn này, đi ra con đường mòn. Này, đây chỗ nhà, sân nhà mình phía sau nè các bạn, tuyết đầy hết trơn rồi mà mình không có đi vô tuyết nhiều lắm, đầy đó, tại đâu có xúc được đâu, bao nhiêu ngày nó lấp đầy đây á. Đó, phía sau nhà của mình nè, đó nhà của mình. Ôi cái cây bông tuyết quá đẹp không các bạn. Thôi bây giờ mình đi ra, mình đi vô cái đường, đi ra đi cái đường người ta ủi rồi nè các bạn. Đi cái đường người ta ủi rồi á thì không có bị lúng tuyết, giống như đường người ta xe chạy rồi nè, có xe ủi tuyết nó ủi rồi đó, xe ủi tuyết nó ủi rồi, giờ mình đi dễ hơn. Còn nãy mình đi vô cái núi tuyết phía sau nhà mình là cái núi tuyết, trời lạnh quá mình nói không có lớn tiếng nổi nữa, mà nói còn lắp cặp nữa. Rồi nhà của mình nè, cây cherry của mình nè các bạn, cây cherry của mình nè, giờ nó thả có bông rồi đó, bông tuyết, nó có bông tuyết hết rồi. Đó là phía đó là để cái máy sưởi ấm á các bạn, để ở ngoài đó, mà mấy bữa nay quên lấy đồ che nữa. Đây nè, đó núi tuyết nè, nhà mình nè, tại nhà mình ở trên cái đồi cao các bạn ơi, nhà mình trên cái đồi cao cho nên nhìn như là núi tuyết vậy. Đúng ra cái khu nhà này á, là ở trên đồi không à các bạn, hồi đó là cái đồi núi, đồi đá không à, rồi người ta mới ủi ra, người ta cắt ở trên cao vậy, mà có lục lội thì cũng đỡ. Mà ở đây mà làm gì, ở Phần Lan này á, cái đất nước nó nằm trên cao nên nó không có lục lội tới. Nhưng mà thường thường á, người ta thích chọn cắt nhà ở trên những cái đồi. Đây là trên đồi nè, là cái đồi á, ủi ra. Rồi mình đi ra, đi vô. Mình để nước đá bữa nay nó đầy nhóc, nó đặc cứng hết trơn rồi. Mùa này á, làm nước đá ngoài sân á, khỏi để tủ đá. Đây nè, đó tuyết nè, quá chừng quá đó hơn các bạn. Nãy là phía sau, đây là phía trước. Đây. Sáng nó đi nó cạo tuyết xe rồi, bây giờ tuyết nó trùm lên nữa nè. Rồi phía này nè,
Phía này nè, trời nó sáng nè các bạn. Trời nó sáng nè. Những cây thông á, tiết đẹp thiệt đẹp không. Nè, trước này là những cây thông này rất là đẹp. Ôi, thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Mình đi ra mình bị tiết nó vô quá, lạnh quá rồi, đi hết nổi nó rồi. Ôi, video của mình tới đây tạm dừng. Khi nào có tiết rơi nhiều nữa mình mới quay, mà mình mấy bữa tiết rơi nửa phía nó quay á, nửa phía nó rơi á, cho nên mình không có quay được nửa phía. Mình chỉ quay cái giờ này thôi. Quay trên nhà đó. Đẹp thiệt là đẹp. Thích nhất là mấy cái bụi cây này nè, đẹp ghê không? Video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Hẹn lại các bạn video mới tiếp theo nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn.